Đây bắt bao lâu mới được như đây? Nãy giờ chắc tiếng đồng hồ rồi. Tiếng đồng hồ rồi. Nãy giờ đúng nhanh luôn. Ốc này kêu bằng ốc đắng hay ốc bột? Ốc quắn. Ốc quắn hả? Ốc này ăn ngon không? Tụi em bắt về bán hay là để ăn? Là ăn. Dưới có cá sấu không? Má, lạnh quá. Ủa khúc đó là cạn hả? Còn ra ngoài kia sâu không em? Sâu hả? Đây nè. Ở thơ ông bu hay gì mày? Trời ốc chết. Ù quá trời kìa, quá trời luôn kìa. Nó hả miệng kìa, nó còn sống kìa. Thì còn sống chứ. Ơi, tính ra nãy giờ anh em mình mò lên nhà nó lấy giùm bộ đồ. Ôi, mày kiếm mấy cục đá đi. Kỹ chưa ta? Ủa nhanh dữ. Như đây chắc kỹ á. Mẹ đi. Ôi, Minh Thi đây nè. Sớm bắt cha. Ờ con gì trống? Ở dưới có đĩa không em? Sợ đĩa không? Không. Đây không có. Em gặp đĩa là anh chạy vào anh ngay đó rồi. Ủa mấy em biết bơi không? Em biết bơi. Mày làm đổ cái gì vậy? Đâu, biết bơi không xuống đây. Chắc là ra đó tí ngay cái bèo đó là chắc là sâu lắm ha. Dạ. Bơi vòng đây chứ đâu có dám bơi ra đó không? Mẹ đây. Xuống lấy giùm em kìa. Lấy giùm hả? Để lấy giùm cho, để lấy giùm cho. Đây. Đây. Kè, đưa cho anh nè. Đây. Lấy giùm đổ vô đây phải không? Rồi liền mồi nữa ha. Rồi. Ủa em kia sao mất tiêu rồi kìa. À nó mò hả? Lần mồi lần nó có đâu mò gì à. Ở đây có khi nào có cá bự không em? Cá mấy chục ký con? Có, mà nãy có cá trà. Có, nhiều lắm chứ. Nhiều lắm hả? Nhưng mà nào giờ em biết là cỡ bao nhiêu ký là bự nhất em thấy á? Mười mấy ký. Mười mấy ký hả? 15, 16 ký là bự. À, cá trà hay cái gì? Cá trà. Cá trà hả? Lạnh dữ rồi nha. Nghe nói. Đây nè, ừ, đúng rồi. Minh Thiên luôn á. Em ra được không hết? Hả? Em ra được không? Được. Mày chân bước qua một cục đá hết rồi mày chết. Anh nói thiệt á, mày chỉ cần bước qua một cục đá một là mày chết. Em đầy quá cục đá. Mai lên nhà thầy Dương đã luôn. Em ăn cá rồi. Trời ơi. Muốn thằng này đâu à? Em mày hả? Nè. Ủa đi theo mình chi vậy? Vậy không ơi không? Em biết mình té nữa. Em bắt té chứ. Bắt té ăn té luôn kìa. Anh bắt thôi. Cho em đi. Sao nãy dù tính là cái này là bắt chân khoảng 9 giờ gì là xuống nó đỡ lạnh hơn buổi chiều nữa không? Ừ quá trời nè. Quá trời nè. Ừ. Đó người ta đem cá gì vậy? Ủa người ta đem cá gì hả? Ồ. Ôi. Ba. Đá cho mày.
khoe. Ui, đi đâu không có nội, lạnh cởi mấy đi về đi. Tiền không? Ôi quá cục đá đi ba. Bơi gần gần đây thôi. Rồi sao mà hoài không hết trời. Đúng một chỗ luôn. Đá đúng rồi. Trời ơi. Như tao mò xong mấy mày cũng mò cái gì mới còn. Ôi cá quá trời nè. Cá này cá gì ta? Cá này giống cá chép hả chú ha, cá chép hả? À, cái này là mấy bữa rồi hả? Cái này chú đánh mấy bữa rồi hả? À, mua cái về mình giao lại ha. À, có một cá tra hay cái gì? À, cá lăng, cá đó ngon ha. Con coi thử được không? Coi thử được. Rồi chút rồi tươi á. Tươi hơn cá này hả chú? Tươi mà đang cá ba ba. Dạ dạ. Ừ, rồi cũng nói luôn hả? Cái này kia bằng cá chép hả? Cái hùng kia cũng vậy luôn hả? Cũng vậy luôn. Rồi chưa. Dạ rồi rồi. Rồi. À cái này chú bỏ mối lại phải không? Dạ. Cái dạng này. Dạ. Bỏ mối đây. Bỏ mối thôi chứ mình đâu có bán lẻ hả chú? Thôi chào mấy em ha. Chào mấy em ha, đồ qua rồi. Rồi. Dễ thương quá.